Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với những video của showroom Sài Gòn Ca Thủ Đức, và em là Như Quỳnh ạ. Và trước màn ảnh nhỏ của chúng ta là một chiếc Mazda CX-5. CX-5 thì có lẽ là không còn xa lạ đối với người tiêu dùng trong những năm gần đây. Tuy nhiên thì một chiếc xe mà sản xuất và đăng ký năm 2017, lăn bánh được 8.000 km thì mọi người có tin không ạ? Hãy tin đi, vì em Quỳnh đang sở hữu chiếc xe nó. Và em Quỳnh rất là muốn mang tới một chiếc xe mà siêu cọp, siêu hiếm này đến tay người tiêu dùng của Sài Gòn Ca chúng em. Với quan điểm là tất cả khách hàng đến với Sài Gòn Ca thì sẽ được ra về bằng xe của Sài Gòn Ca. Thì em Quỳnh và team Sài Gòn Ca đã rất là nỗ lực và cố gắng để tìm những chiếc xe rất là đẹp để phục vụ quý anh chị. Chúng ta cùng đi một vòng quanh xe để tham khảo xem qua cái bề mặt nước sơn cũng như là dàn lốp theo xe nó có đẹp hay không nhá, có đúng như em Quỳnh tả hay không. Rồi 100% sơn zin là theo xe ạ, lốp nguyên dàn theo xe. Và nếu mà nói là lốp chưa hết gai đâu, Quỳnh phải nói như vậy đấy, bởi vì dàn lốp rất là mới, lăn bánh chỉ 8.000 km thì nó mới như thế nào. Và so với những chiếc xe cùng đời, thậm chí là em Quỳnh tự tin so với những chiếc xe siêu lướt gần đây, ví dụ như đời 2019, 2020, thì thậm chí là không có chiếc xe nào mới như này đâu ạ. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì sử dụng động cơ 2.5 Skyactiv-X và lớp sơn bề mặt là màu đỏ pha lê rất là nổi bật của Mazda rồi ạ. Chúng ta có thể nhìn bề mặt phía trước. Em Quỳnh sẽ quay cận cảnh cụm đèn. Hiện tại thì Mazda CX-5 vẫn sử dụng đèn là đèn halogen nha. Chúng ta cùng đi gần tới bề mặt để nhìn cụm đèn của nó. Có thể nói là như là dắt từ trong hãng ra và không có điều gì phải lăn tăn đâu ạ. Đèn gầm cũng như là cản trước. Em Quỳnh có tâm sự với chủ xe rằng là tại sao mà anh lại giữ gìn một chiếc xe như vậy. Anh chủ bảo thứ nhất là anh sử dụng chỉ vì mục đích gia đình, và thứ hai là cũng không có và chăm sóc xe rất là kỹ, nên là cái nhu cầu sử dụng nó chỉ dừng lại ở vậy. Và cái xe của anh rất là mới. Chúng ta sẽ đi cùng tìm hiểu cái khoang tablo cũng như là ghế lái nha. Mọi người nhìn qua vô lăng đi. Em Quỳnh quay như vậy thôi, thực ra là ở ngoài thì cái vô lăng nó còn mới hơn rất nhiều ạ. Khoang tablo rất mới, có cam hành trình theo xe. Cam hành trình vừa đảm bảo độ an toàn cũng như là ghi lại những hành trình mà chúng ta trải qua. Và Mazda thì với form dáng trẻ trung, option thì có cửa sổ nóc trực tiếp cạnh, và có thể nói là đối thủ đáng gờm trong phân khúc đấy ạ. Mazda CX-5 2017 sử dụng phanh tay điện tử và ghế là form dáng thể thao ôm sát người. Màn DVD tích hợp Bluetooth, AirPods, USB và cả vô lăng 3 chấu thì tích hợp nhiều tính năng cơ bản. Em Quỳnh sờ vô lăng cảm giác như là như từ trong hãng vậy, nó còn rất cứng, cái vỏ bên ngoài không được sử dụng nó. Nếu mà trong khoảng 5 năm sử dụng như vậy là khá ít đấy ạ. Và cũng chủ thì rất là giữ gìn, chăm sóc xe, bảo dưỡng, bảo hành định kỳ trong hãng luôn, full lịch sử hãng cho khách hàng. Ghế ở ghế lái và ghế phụ của Mazda CX-5 nhà em Quỳnh thì sử dụng là ghế điện và có ghế nhớ nha. Chúng ta có nhìn thấy cái khoang lái rất là mới đúng không ạ? Đến hàng ghế sau. Hàng ghế sau thì sử dụng một diện tích khá là lớn. Mọi người yên tâm khi ngồi hàng ghế sau là không lo bị chật hẹp nha. Và cái hàng ghế này sẽ mang lại cảm giác thoải mái đối với kể cả đối với những người mà cao từ 1m75 trở lên thì ngồi rất là thoải mái. Trong tầm giá chỉ 700 hơn một chút thôi thì tại sao không chọn Mazda CX-5 phải không ạ? Để mà cân đối giữa Mazda 6 và CX-5 thì em Quỳnh sẽ chọn CX-5. Sử dụng phanh tay điện tử, các nút chỉnh đều tích hợp trên cần số và có màn giải trí nữa này. Loa của Mazda CX-5 thì không thể chê được rồi. Em Quỳnh, mọi người mà muốn test loa âm thanh của chiếc Mazda CX-5 thế này thì inbox trực tiếp qua số Zalo em Quỳnh sẽ gửi cho nha. Chiếc cốp của CX-5 thì không thể không lo về nó hẹp hay không, bởi vì là khi mà trong tầm giá mà có một chiếc xe gầm cao như vậy
thì các nhà thiết kế đã mang lại cho chúng ta một chiếc cốp rất rộng rãi, phù hợp với những chuyến du lịch, công tác. Và lốp sơ cua của chiếc xe này thì chưa hạ, còn nguyên gai luôn ạ. Mọi người không phải lo đâu, em Quỳnh tả như nào thì xe nó như vậy, và xe có như nào thì em Quỳnh tả như vậy. Tất cả ô hãng, kích bình, phủ bạt theo xe thì của chủ để lại thì em đều giữ cho anh chị cả. Anh chị yên tâm là những phụ kiện là không phải mua đâu nha, đã có đủ đồ nghề phụ kiện bánh sơ cua cũng như là tất cả những cái gì cơ bản nhất theo xe thì em Quỳnh sẽ hỗ trợ hết đầy đủ đến tận tay khách hàng khi mà giao xe cho khách hàng nha. Nhìn xa xa thì xe làm rất là bắt mắt người nhìn. Chúng ta sẽ tìm cùng đi tìm hiểu khoang máy nhá. Bên em thì cam kết 100% đầu vào và đầu ra là xe không lỗi, không lâm đụng và không ngập nước. Tất cả ốc, vít, keo chỉ, sơn zin là 100% theo xe, không mất đi một ly nào cả. Bên em thì có bảo hành bằng văn bản và cam kết bằng văn bản bảo hành 3 tháng hoặc là 10.000 km. Như vậy là chúng ta đã rất là yên tâm về chất lượng khi mà mua xe bên nhà em Quỳnh rồi ạ. Và em Quỳnh sẽ nhắc lại thông tin một chút là đây là một chiếc Mazda CX-5, động cơ là 2.5 Skyactiv và sản xuất và đăng ký năm 2017. Lăn bánh hiện tại là 8.000 km, chỉ còn vẹn 8.000 km thôi ạ. Và đăng ký biển thành phố, tiết kiệm cho chúng ta 20 triệu khi mà chi phí sang tên rồi ạ. Và em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 748 triệu. Và chiếc xe này vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng nhé. Mọi người có nhu cầu chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại lên trên màn hình hoặc đến trực tiếp showroom Sài Gòn K gặp em Quỳnh nhé. Em Quỳnh và Sài Gòn K một lần nữa cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng Sài Gòn K trong suốt thời gian vừa qua.